tại ngày hôm nay. Em ơi, cái khế. Thật sự mà nói thì ngày hôm nay thì Sơn Khai Lai rất là vui. Thì, trời ơi, dễ thương quá gì chứ. I'm Kuma and Laura. Wow. We are from quận 3. Ôi ôi. Trời ơi là trời. They wanna be like by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. Buổi sáng tỏ khác quá. Ủa là trời. Chúng động như trời là trời. Hello everybody, hello mọi người. Đó thì như thường lệ mọi người đã thấy đó, phía sau hậu trường đó. Em tưởng là em đã nổi rồi. Trời ơi là trời. Đây một rừng mỹ nhân. Rồi hồi sáng là một rừng mỹ nam. Hồi sáng là con nói 10 má, má nào cũng tóc tém hết. Đó, giới thiệu về mình đi em. Bây giờ hello, I'm Pella Poach from Vietnam. Ôi ôi ôi. Ủa là tiếng Anh luôn hả? Tính là không nói tiếng Việt luôn. Để em ở Mỹ cũng lâu rồi, em về Việt Nam mới về. Ông mới về. Em đi được 2 ngày. Nhưng mà bên Mỹ á, có ở bỏ không về đàn một. Dạ, khỏi đó, bị Covid. Rồi, qua được rồi, ok. Thank you. How are you? How are you? American Vietnam Next Shop Model. How are you? My name. Oh, really? Hi, everyone. I'm Di Kỷ Minh Hoài. Look like em Di Kỷ Minh Hoài. Hello mọi người, mình là Odika Zalansky. Đó, mấy bạn đêm qua rất là dễ thương nha mọi người nha. Đó, đây là phía sau hậu trường. Hiện tại thì em đang ngắm ngón tay. Ủa, em tên gì? Dạ, em tên là Minh ạ. Em tên Minh, tên con gái à? Dạ, Mỹ Lệ rồi đó. À, tên con trai tên là Minh. Đúng không? Tên con trai tên là Minh, đúng rồi. Có con trai hả ta? Tên em trai. Em trai tên là Minh, chị gái tên là Mỹ Lệ. Ok, còn em? Em tên Toàn. Tên con gái. Nãy giờ mấy em lộn rồi, nói tên ơi, em trai á, tên con gái. Còn em trai em tên Toàn. Trời ơi, đó mấy em rất là dễ thương nha mọi người nha. Ôi trời ơi, ba cô con chú này là ít có nổi lắm nè mọi người. Hàng tuyển nè mọi người. Bây giờ em hello mọi người đi, chào ơi, em tên gì nè. Xin chào mọi người. Ý là tiếng con gái. Qua cái này được không mọi người? Không có được. Không được hả? Hello mọi người, mình là Baby Louis. Trời ơi, Baby Louis. Đó, chào trên YouTube mình nghe. Hello. Trời ơi, dễ thương quá gì chứ. I'm Kuma and Laura. Wow. We are from quận 3. Trời ơi. Trời ơi là trời. Dễ thương dữ vậy trời. Đó, thì kế bên đây thì là đây, đây, đó. Đây là nam người mẫu nha mọi người, tại vì thiếu nữ á. Cho nên phải ép anh này vô. Alo anh ơi, giống như là anh có điều gì muốn nói với tất cả mọi người trên kênh YouTube của Vũ Thu Phương không anh? Thật sự mà nói là em rất là vui tại vì ngày hôm nay. Em ơi, cái khế. Thật sự mà nói thì ngày hôm nay thì Sơn Khai Lai rất là vui đã được tái ngộ cùng với chị Vedette Vũ Thu Phương, cũng như là xuất hiện chung với những người em người anh trong một cái show diễn của người em người anh nào không có ai anh hết em ơi. Gì hả? Ý là nữ hết, hồi nãy giờ là nữ hết luôn á, đúng không em? Nữ hết luôn. Những người em gái rất là dễ thương trong show của chị Lona Kiều Loan. Trời, đó là ra mắt MV một sản phẩm mới, xin các bạn hãy chào đón cũng như là hãy thưởng thức xem coi như thế nào, đặc sắc như thế nào. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của MV của chị Kiều Loan, cũng như ngày hôm nay rất là vui vẻ cũng như gặp gỡ chị Vê Thu Phương sau những ngày tháng dịch bệnh xa cách. Thì chúng em cũng như là mấy chị em của tụi em có thể là có show cũng như là chị em sống nhau cùng nhau đi diễn để mà vui vẻ cuộc sống hàng ngày và sống với niềm đam mê nghệ thuật của bản thân mình. Đó rất là vui. Tiếp đi. Sao nói vậy? Đấy là tiếp. Thì thời gian qua thì hết rồi má. Ủa nó tiếp thiệt luôn rồi má ơi. Và sau đây là cô công chúa cuối cùng đây, người mẫu thân thiện. Rồi em tính tự giới thiệu về mình cho kênh của mình đẹp như thế bé. Hello, xin chào mọi người. Khi mà làm nam em tên Phai, mà làm nữ em tên Sơn. Ê, làm nam em tên Phai, vậy là trùng tên với chị Đinh Phá. Đinh Phá. Ở nhà chị tên Cu Đen. Em tên Phai. Ok. Ở nhà của em tên Tý. Ôi dồi ôi, rồi tên con gái em tên gì? Em tên Sơn. Em tên Sơn. Con gái em tên Sơn. Tên con trai của em mà toàn đẹp đẹp không, mà Sơn, Tý, là Tùng, là Tèo, là đó.
toàn là giới tính hay cuộc đời không mọi người thấy không, nhưng mà tụi em rất là vui luôn đó. Cha mẹ sinh con, trời sinh giới tính thì giới tính nào cũng được, miễn mang niềm vui đến cho tất cả mọi người là được. Thì như thường lệ thì Vân và lời nói đầu tiên xin cho ba đế phụ Thu Phương thay mặt tất cả các em các chị ở đây gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang coi kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên nha. Thì hôm nay rất là vinh dự và cảm ơn bé Luna Kiều Loan với lại ekip của bé đã gửi lời mời tới bên đến của Thu Phương và tất cả các em điên que rất là dễ thương nha mọi người nha. Ủa đít que không em? Cái gì kêu nhảy là Dead Queen, đúng rồi, xin lỗi, cảm ơn em nha. Dead Queen nha mọi người, tại vì em không có dành tiếng Anh đó mọi người. Thật sự kêu là Dead Queen. Dead Queen. You are my Dead Queen. Queen. Drag Queen. No more, no more. Chưa nói mà. Drag. Drag. Drag Queen. Yes. Okay, thank you. Đó mọi người thấy không? Em tưởng là một mình em là bị chìm rồi. Trời ơi, thật sự vô một rừng mỹ nhân nè mọi người ơi. Đúng với câu chủ đề là con chỉ sáng là con em sáng luôn nha mọi người nha. Và xin thay mặt tất cả các em xin chúc cho MV mới của Luna thành công rực rỡ nha mọi người nha. Ở ngoài á, em nghe đoán là một rừng mỹ nam, một rừng mỹ nữ, em sẽ nói là có hoa hậu Tiểu Vy nè, rồi có anh chàng Rikita nữa nè, nhiều hot boy lắm em ơi, có anh Quang Đăng nữa nè. Đó. Rồi có ai nữa em? Nhiều lắm á, chị nghe nói Vân Vân là nhiều lắm luôn. Gì vậy má? Nam trà. Đâu rồi? Nè nè trà ơi nè, Nam trà. Trời ơi, này Nam trà nó chứ rất là dễ thương. Chấn động này cái chấn động luôn, trời dễ thương quá thật sự luôn á. Hồi đấy chủ Thu Phương lần đầu tiên mà lọt vô cái hậu trường á. Đây là phía sau hậu trường nha mọi người nha. Đây em gái của em Traditional Fender mình đang làm nail nha mọi người nha. Đó, phía sau hậu trường. Bé này không biết giống ai không? Giống Ruby á. Ruby. Ruby bé mà đi casting á, mà có hình xăm á, nhớ à? Y chang quá. Cái gì anh chơi hả? Tụi em chưa có làm. Ý là anh chọn đào đúng không? Ủa có anh ơi. Ơi trời ơi bé cuối đó là mọi người ơi. Bé này vô sao nha. Rồi bây giờ em ơi em tự giới thiệu về mình đi nè. À, chào mọi người, em tên là Maleficent. Trời ơi Maleficent. Yeah. Dễ thương quá. Em tên drag queen của em là Bad Bitch. Bad Bitch. Yeah. Maleficent cho biết là Bad Bitch. Dạ, sắp tới ngày chủ nhật 13 tháng 3 bên em có một cái show gọi là Thủy Giới, thì rất mong các bạn có thể tới enjoy cái buôn bạc tiền private của tụi em. Hả? Ở đâu dạ. Lộn? Ở Thảo Điền. Thảo Điền? Dạ. Ok. Bây giờ em nói địa chỉ cụ thể nè, với lại cách tham gia, tại sẵn tiện kênh YouTube của Thu Phương Mì. Bây giờ em nói những em ở dưới quê hay là dưới tỉnh, hoặc là những em mà buôn gánh bán bưng như chị nè, bán cái viên chiên mà dạ. Vẫn thể hiện ước mơ, thể hiện niềm đam mê của mình với người Dead Queen hay là người nhảy hay là người mẫu, tất cả vân vân và vân vân. Bây giờ em giới thiệu về cuộc thi nào, hoặc là cái sân chơi chỗ em hay nói đó, hồi nãy nói đó. Thì cái show của tụi em nó là kiểu private party của buôn party của bên trên Đông Phân. Thì mọi người có thể search cái địa chỉ là 166C Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền. Vào chủ nhật bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Ok, 2 giờ chiều nha mọi người nha. Mọi người nhớ đến đón xem nha, có rất là nhiều mỹ nữ nè mọi người thấy không? Buổi sáng là toàn là mỹ nam, mà buổi sáng em tổng duyệt chương trình tại vì YouTube em không có quay được. Chú ơi cho con qua. Buổi sáng nó tổng duyệt chương trình nó toàn là những anh trai mà Phong Ngô Tuấn Tú, thì những buổi tối mọi người nghĩ đi nè, đó trời ơi, lộng lẫy quá trời, thật sự em rất là ngưỡng mộ các em luôn á. Rất là dễ thương luôn, những người em, những người chị như chúng em luôn, mọi người thấy không? Đó, mong là mọi người yêu thương, mọi người bóc xô tụi em nhiều để tụi em có thành quả gì vậy bé? Anh bảo vệ kìa anh ơi. Thà Buôn Tha. Anh ơi, anh đi chưa? Anh lấy cái dù khui chị. Ý là, anh lấy cái dù khui hả? Ok. Đó gì dễ thương nha mọi người nha, cảm ơn mấy em, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Mọi người chuẩn bị đón xem show diễn tiếp theo của tụi em nha. Ok, mọi người ơi, mọi người nhớ ủng hộ và luôn luôn bình chọn cho tụi em nha mọi người nha. Em Sơn Kha Lai cùng với nhóm Khắc Viên. Ê, bố bà nói bà đổi tên đấy, bà đổi tên mới đâu phải Sơn Kha Lai đâu. Cái tên gì má? Sơn Móng Tay. Ai đặt tên luôn vậy? Tôi tự đặt. Trời ơi, giờ hỏi tôi có đổi tên hay nào đâu bà nội. À, tôi thấy cái miệng mà giống cái Sơn Móng Tay quá. Sao vậy? Nhìn vui vẻ. Cái màu dịu mà. Không, Hường, chị Hường á. Cái màu bà tính ra là chìm nhất trong những mỹ nữ đây đó. Thật sự mà nói á, là ngày hôm nay thì Sơn Kha Lai rất là vui, cũng như là
háo hức lắm. Nói chung cái cảm giác nó khó tả lắm. Ủa? Râu là gắn hay là... Không, nó tự nhiên đó chị. Ừ. Ê, con mặt nền nền nha. Cảm ơn nhiều nha. Đó thì hôm nay rất là vui luôn mọi người ơi. Hôm nay là thứ năm mà được rất là nhiều anh chị em, cô dì chú bác mình ở gần ở xa luôn yêu thương và ủng hộ em nha. Mong là những anh chị mình coi clip vui vẻ thì mình ra quán, địa chỉ là 258 nha mọi người nha. 258 ra Đà Nẵng với mấy chị luôn. Em bận ra Đà Nẵng luôn được không? Ủa mày chất đâu trời? Mày về coi. Bả về luôn hả? Không có về đâu. Trời ơi, hai đứa con gái của ai thì có đáng đồng tiền ghê mấy ơi. Con em á, em có hai rồi nè. Tao quay phim hết trời rồi. Nít làm dễ thương, em làm sao kỳ quá. Em làm em còn tự sợ em luôn á, thiệt á. Chị
đúng okay, không? Ok, okay chị. Dạ chị qua kia chút xíu nha. Giờ qua bển đi chị. Ủa bển đủ cái bàn ghế vậy? Ủa anh chị đủ chưa? Thiếu gì vậy? À ok, đợi em chút nha. Đâu rồi mấy bé, đâu rồi ta? Quân ơi, ai dọn bàn bên đường vậy Quân?